Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ari Khánh. Vậy là lâu lắm rồi thì mình đã không làm video về bóng chuyền. Ngày hôm nay thì mình sẽ nhân dịp Thúy sang đây thi đấu cho câu lạc bộ Đen Sô, thì mình hôm nay thì mình sẽ đi lấy vé để bây giờ mình sẽ ra khỏi nhà và đi. Khi đi lấy vé cho Thanh Thúy thì mình sẽ ghé qua siêu thị một chút để mua ít đồ. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, hôm nay là thứ bảy và đồ thì mình của mình thì hết từ hôm thứ sáu rồi. Toàn caramel thôi. Những người thích ăn đồ ngọt như mình thì lại càng thích. Sun Life này. Và đây là ba chiếc vé xem Thanh Thúy thi đấu tại V-League giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản. Thời gian mở cửa là 10:30, thời gian bắt đầu trận đấu này là 12:00, giá vé là 3,5. V-League này. Đây là trận đấu dành cho nữ nhá. Denso Eri Bizu và Hisamitsu King của Nhật Bản. Hisamitsu King là cái loại dược phẩm, Hisamitsu King bên này nói xong dược phẩm là cái thuốc cao giá. Thực ra các bạn có thể đặt ở trên đây, vé các bạn có thể đặt ở đây. Đây vé mình tất cả là mình đặt ở cái trang web của trang web nào ta? Đây trang web của Nhật Bản. Đây là Facebook của mình này. Đây. Hôm trước mình có đăng một dòng thời gian là đặt được vé đấy. Đây vé mình đặt ở cái này nhé. Very good này. Cái ticket tổ này là mình đặt ở đây. Đây, tỉnh mình đây là Aichi-ken. Đây là địa chỉ của nhà thi đấu này. Các bạn vào đây rồi làm theo những các bước điền, rồi nó sẽ hiện ra và các bạn sẽ đăng ký. Đăng ký qua một tài khoản ID hoặc là đăng ký qua LINE. ID thì các bạn sẽ đăng ký như mình đây, mình đăng ký ở cửa hàng 7-11. Đó, các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ ra đấy trả tiền và người ta sẽ đưa vé cho. Và là ngày 12 này mình sẽ đi cùng 4 người bạn đi xem Thanh Thúy thi đấu tại V-League chứ, không phải V-League. V-League là dành cho bóng đá. V-League. Video của mình kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Của ngày hôm đấy mình sẽ quay video về Thanh Thúy của ngày hôm đấy nhé.